Trong trailer tập 203 của Đấu La Đại Lục, Tần Minh, một giáo viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đã xuất hiện. Theo nội dung của trailer, lão sư Tần Minh đã đạt đến trình độ rất mạnh, bị quỷ Đấu La đuổi theo. Thực lực của Tần Minh có thể nói là không mạnh lắm. Khi Sử Lai Khắc Thất Quái trên 40 cấp, Tần Minh chỉ ở cấp độ 60. Như Tần Minh nói, mình quá già, không thể nào mạnh thêm. Đối với Tần Minh đạt cảnh giới 80 cấp, đó có thể là cấp độ cuối cùng của mình, sẽ không bao giờ có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra nữa. Nhưng lần này, sau khi Tần Minh trở về, thực lực của hắn đã được nâng cao, thay vào cái ngưỡng nhân vật yếu nhược trước đó. Bởi vì Tần Minh trở lên mạnh hơn, có thể thấy trên màn ảnh Tần Minh xuất hiện 8 cái hồn hoàn. Hồn hoàn phối trí là 2 vàng, 2 tím và 4 đen. Hồn hoàn phối trí khá tốt, nhưng đã nhiều năm trôi qua, có thể ước tính Tần Minh khoảng 40 tuổi. So với hai vợ chồng xà lóng thì Tần Minh không tệ, tăng 20 cấp độ trong vòng 10 năm. Trong trailer thì Tần Minh là trưởng đoàn đội ngũ, dẫn đầu học viện của Sử Lai Khắc học viện, tiến tới tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Lão sư Tần Minh trước học viên đã cho họ thấy sức mạnh của chính mình. Hồn Đấu La cũng là một cảnh giới mà bao nhiêu người mong muốn, ai cũng muốn đạt cảnh giới khó khăn này ở trong đời. Vũ hồn mà Tần Minh sở hữu chính là Hỏa Lang, vũ hồn khá tốt. Mặc dù nó không phải là một vũ hồn biến dị, nhưng nó tương tự với vũ hồn Tam Đầu Lang của Phong Thiếu Thiên. Tần Minh lần này cũng lộ diện hình ảnh thật sự của vũ hồn chân thân, xung quanh bao bọc bởi một màu của lửa. Nhưng lúc này tai họa đã ập đến, vào thời điểm tiến tới săn giết hồn thú, lúc này ở trong khu rừng không chỉ có mình Tần Minh, ngoài ra còn có một nhóm người trong tinh đấu đại xâm lâm, họ là người của vũ hồn đế quốc. Theo như nội dung của Đấu La Đại Lục, lúc đó Bỉ Bỉ Đống đang đi săn giết hai con hồn thú 10 phận nam là Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Nghiêu Mãng. Để không bị can thiệp hay là phá vỡ kế hoạch, vũ hồn đế quốc đã phong tỏa toàn bộ khu rừng tinh đấu đại xâm lâm. Vì vậy, bà đã cử cấp dưới của mình dọn sạch những người còn đang ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Tần Minh lúc này đang đi săn giết hồn thú cho học viện của mình, tình cờ gặp quỷ Đấu La. Ở trong trailer còn có hình ảnh Tần Minh bị truy đuổi. Những người này không phóng thích ra vũ hồn, có vẻ như nó là một hồn kỹ gì đấy của quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La dường như đương nhiên biết được muốn giết Sử Lai Khắc học viện, và trong số những người này mạnh nhất là Tần Minh. Một hồn Đấu La thì không thể nào là đối thủ của một gã phong hào Đấu La. Khi Tần Minh biết rằng mình bị quỷ Đấu La tấn công, đã ra lệnh cho học sinh bỏ chạy. Thế nhưng với tốc độ của một phong hào Đấu La, hoàn toàn không có cách nào để những người này có thể trốn thoát, vì vậy chỉ còn có cái chết. Theo như câu chuyện của Đấu La Đại Lục thì vẫn còn có cơ hội. Ở trong tiểu thuyết chính, quỷ Đấu La bị Đường Tam giết chết. Nếu Đường Tam xuất hiện vào lúc này sẽ giết chết quỷ Đấu La để cứu Tần Minh. Nhưng nếu Đường Tam không xuất hiện, Tần Minh nhất định sẽ chết. Vậy bạn có nghĩ Tần Minh sẽ góp mặt trong bao nhiêu tập của Đấu La Đại Lục không? Hay là sẽ bị giết bởi quỷ Đấu La rồi? Sau đó Đường Tam sẽ giết quỷ Đấu La để trả thù cho Tần Minh. Đừng quên comment ý kiến của các bạn ở dưới phần comment nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với LTC, mình là Giang Kim. Đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho LTC. Cuối cùng thì mình, LTC, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.